Tiếp tục giới thiệu các bác con máy massage chân. Đây là một cái con máy dòng massage bàn chân thì nó là khá là VIP. Đấy. Giá con này thì em bán 1,4 triệu, mã số 6 tặng kèm biến áp. Con này thì về cái tình trạng máy của nó, cái phần vải này thì nó cũng không được mới lắm, cũng có sờn rồi các bác nhá, trên là bán rẻ đi một chút. Đấy, cái này các bác hoàn toàn có thể tháo ra để giặt được, hoặc là mình thích thay vải sau là mình tự may, mình lắp vào. Máy thì có đảo bi ở dưới can bàn chân. Đấy, bi đảo ngược, đảo xuôi. Đấy. 3 tốc độ bóp nhanh chậm. 2 bài lập trình tự động của nhà sản xuất, mỗi bài khoảng 15 phút. Có thể massage bàn chân hoặc là bắp chân. Tùy, đặt vào đây. Lên sóng nhanh gọn, các bác con này em bán là mã số 6 1,4 triệu, tặng kèm biến áp. Các bác muốn mua thì các bác ủng hộ em qua số điện thoại này nhé. Các bác ấn đăng ký kênh giúp em để cập nhật những clip mới nhất. Chào các bác.